Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Đại Nam. Cùng đến với bài giảng của thầy mang chủ đề Kỹ năng mềm và tự học công nghệ thông tin. Bây giờ khi chúng ta biết đỉnh cao có gì rồi và chúng ta quyết định leo lên đỉnh cao đó để nói chuyện với Alan Turing, với lại John von Neumann và nói chuyện với Bill Gates cũng như Elon Musk, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn một con đường. Thì chúng ta phải, đây là vấn đề lập kế hoạch chinh phục đỉnh cao. Thì mỗi người có một con đường riêng và mỗi người phải chọn cho con đường phù hợp với bản thân mình. Tại vì đỉnh cao thì có một, nhưng mà có nhiều con đường dẫn đến đỉnh cao. Thì các bạn phải chọn một con đường nào đó thì phụ thuộc. Thì mỗi người phải tự chọn cho mình thôi. Tôi có thể tư vấn, nhưng mà cũng phải phụ thuộc, phải biết là các bạn là như thế nào. Thì cái khó khăn nhất của người học là phân vân là rất nhiều đường đi. Người thì nói phải đi thế này, người nói phải đi thế kia, đúng không? Đấy, bảng chỉ đường thì lung tung cả. Cái thì nói that way, cái thì nói this way. Tức là, và chúng ta còn trẻ quá, toàn người lớn cả nói, mỗi người nói một kiểu, không biết đi con nào, đường nào. Thế rồi chúng ta phân vân. Và cuối cùng thì rất nhiều chuyện, có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là chúng ta leo được đến một cái ngọn núi thấp thấp này, thì chúng ta nhìn thấy con đường ở ngọn núi bên cạnh là tốt hơn. Tức là người ta gọi là đứng núi này trông núi kia, đúng không? Tức là đi con đường này rồi mà cứ phân vân là không biết là của mình con đường đi của mình có tốt không, con đường đi kia có khi còn hơn, đúng không? Anh bạn mình hiện nay khởi nghiệp một công ty thì có khi là thấy là anh bạn mình ra nước ngoài học lên tiến sĩ có khi là hay hơn. Thế tại sao mình không chọn con đường tiến sĩ từ trước, đúng không? Hai là có khi mình đi một vòng, cứ loay hoay đi một vòng rồi không có được người hướng dẫn, là cứ một bên là nước, một bên là vực sâu, là ta cứ đi tiến lại về phía trước, tiến một hồi là quay lại chỗ cũ, người ta gọi là kiến bò miệng chén, đúng không? Cứ đi vòng vòng thế cuối cùng quay lại chỗ cũ. Nhiều khi thế, chúng ta chơi giống như trò chơi domino vậy, đặt con này cuối cùng quay về điểm cũ. Thì bây giờ chúng ta lập kế hoạch, ở trong cái hình vẽ này chúng ta thấy không? Đấy, rất nhiều đường đi. Nhưng mà chúng ta sẽ lập kế hoạch đi cái đường đỏ đến đỉnh. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng là những người trước đã đi cái đường xanh này rồi, nhưng chúng ta muốn đi đường đỏ để thấy những quang cảnh mới, phát hiện ra những điều mới, những con đường chưa ai đi, thì biết đâu lại tìm ra được những kho báu chẳng hạn thế. Đó. Thì chúng ta thấy là đây tôi nói một ví dụ để thấy cái tầm quan trọng của kế hoạch, của lập kế hoạch. Ví dụ kế hoạch tác chiến chẳng hạn là rất là quan trọng. Trong chiến tranh, lúc nãy tôi nói đến là ông Đặng Văn Việt, đúng không? Ông là một thiên tài quân sự, đánh 117 trận thì là thắng 114 trận, còn 3 trận khác thì gọi là rút quân, tại vì do đánh cũng không bất lợi, nhưng mà không phải để thua thiệt gì ghê lắm, nhưng mà ông ta rất là giỏi. Thế thì khi chúng ta mở chiến dịch biên giới, là chúng ta biết rằng là chiến dịch biên giới đối với ta rất là quan trọng, bởi vì nó mở đường thông sang Trung Quốc, và lúc bấy giờ là bên Trung Quốc họ có thể tiếp tế đạn dược rồi khí giới rồi viện trợ cho ta, đúng không? Thì trước khi đó chúng ta chuẩn bị cho chiến dịch biên giới này thì chúng ta quyết định là đánh vào Cao Bằng. Chúng ta nhìn thấy cái bản đồ ở trên cùng là Cao Bằng, ở giữa là Đông Khê, ở dưới là Lạng Sơn, và dọc đấy là có đường số 4 chạy ra Móng Cái, đúng không? Còn đường có một đường chạy về Hà Nội, đường số 1, hoặc là một đường khác chạy qua Thái Nguyên, Bắc Cạn. Thì về mặt kiểm soát thì Pháp là kiểm soát con đường số 4 rất là chặt chẽ. Tức là từ Cao Bằng cho đến Móng Cái là chạy thường xuyên, quân lực rất là mạnh. Thế thì chúng ta quyết định là mở chiến dịch biên giới. Và Pháp cũng biết cái điều đó. Thì cái kế hoạch đầu tiên là đánh vào Cao Bằng. Thì bác Đặng Văn Việt đã đề xuất với lại Đại tướng Võ Nguyên Giáp là không nên đánh Cao Bằng mà phải đánh Đông Khê. Đấy. Và sau đó thì được chấp nhận. Tuy nhiên là khi mà đánh vào Đông Khê thì có hai hướng đánh. Một hướng đánh là từ phía bắc xuống,
và một hướng từ phía đông bắc xuống. Thì ông đại tướng Trần Canh của Trung Quốc thì chủ trương là đánh từ phía bắc xuống, bác Đặng Văn Việt thì đánh từ phía đông xuống. Thì là nhưng mà cái đấy đã quyết định rồi, cho nên bác Đặng Văn Việt phải đem quân vào đánh từ phía bắc xuống và đánh suốt cả đêm đến gần sáng là không hạ được Đông Khê. Thế trong khi đó thì lúc bấy giờ tại mặt trận thì là đại tướng Hoàng Văn Thái cho phép là bác Đặng Văn Việt là mang quân là đánh vào từ phía đông, và trong vòng 45 phút đồng hồ thì mình lấy được Đông Khê. Thì chứng tỏ là cái hướng tiến quân rất là quan trọng, kế hoạch tác chiến rất quan trọng, đánh theo hướng nào rất là quan trọng. Đấy, cái bài học là như thế. Và sau khi Đông Khê vỡ thì toàn bộ mặt trận đường số 4 là vỡ, cho nên bác Việt được bên Pháp họ tôn vinh là gọi là con hùm xám hay là đại vương của đường số 4. Và sau đó thì chúng ta đánh Lạng Sơn và bắt được các tướng tá của Pháp. Thế thì tôi không nói diễn biến cái này, các em tự tìm hiểu. Đấy, nhưng mà đây nói lên là cái hướng đánh, cái hướng đi đối rất là quan trọng đối với một cuộc chinh phục. Thì bây giờ chúng ta hãy lập một cái bản đồ ngành công nghệ thông tin. Thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều cái mà chúng ta thấy trong ngành công nghệ thông tin. Thứ nhất là ngành công nghệ thông tin là có phần mềm, giữa là hạ tầng số, đúng không? Hạ tầng Internet, mạng, xong đến nội dung số, đúng không? Thứ như chúng ta biết là Google hay là YouTube chẳng hạn, hay là Facebook là nó cung cấp các nội dung. Chúng ta muốn xem phim, muốn nghe nhạc là vào YouTube, thì đấy là nội dung số. Dưới là có phần cứng, đúng không? Sản xuất ra là thiết bị, máy tính, rồi là iPad, rồi điện thoại di động, và có các dịch vụ, và cuối cùng là có ứng dụng. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem trên cái bản đồ này thì chúng ta sẽ đi vào chỗ nào trước. Về nguyên tắc là chúng ta phải biết tất cả các thứ, tại vì các cái thứ ở trong công nghệ thông tin nó đều liên quan đến nhau cả. Không thể nói là tôi biết phần mềm nhưng không cần biết phần cứng, hay không cần biết nội dung số. Thế mà chúng ta sẽ phải tấn công vào một, nhưng phải có trọng điểm vào cái nào trước, cái nào sau. Thì đây là một cái bản đồ và chúng ta sẽ lập một cái kế hoạch đi vào cái đó. Thì các em phải xác định được là các em muốn cái gì. Ok, bây giờ tôi nói về phần mềm trước, đúng không? Phần mềm là cái quan trọng và nằm trong tầm tay. Phần mềm thì nó gồm có hai phần. Thứ nhất là nó là gì, đúng không? Phần mềm là cái việc mà chúng ta lập chương trình để xử lý dữ liệu. Thì vì vậy nó có hai mặt, một mặt là lập trình và một mặt là xử lý dữ liệu. Cái người xử lý dữ liệu thì ngày xưa người ta không cần lập trình, và người ta chỉ cần là dùng một cái phần mềm như Excel chẳng hạn, người ta phân tích dữ liệu thì người ta gọi là chuyên viên phân tích dữ liệu. Nhưng mà ngày nay thì cái việc lập trình bằng Excel trở nên rất bình thường rồi, và đòi hỏi phân tích dữ liệu là phải dùng phần mềm và phải lập trình. Thế cho nên nó hội tụ lại thành kỹ sư phần mềm. Cái lập trình viên cũng vậy, ngày xưa chỉ lập trình không cần biết phần mềm ứng dụng gì cả. Tôi viết ra phần mềm rồi nhưng mà tôi không cần biết là ai dùng, cái đấy không quan trọng. Thế xong rồi bây giờ cũng hai người hội tụ lại với nhau, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ vẫn có khoảng cách, nhưng mà tóm lại là cả hai người lập trình viên và chuyên viên phân tích dữ liệu thì đều phải biết lập trình. Vì vậy là lập trình là một cái kỹ năng tối thiểu vào công nghệ thông tin, chứ chúng ta sẽ thấy ở phần sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái phía bên tay phải. Chương trình máy tính vậy nó là gì? Lập trình nghĩa là thế nào? Lập trình là việc sử dụng các lệnh, đúng không? Trên sử dụng máy tính, xong sau đó thì chúng ta viết ra các lệnh thành ra các chương trình máy tính, và các chương trình máy tính đó sẽ xử lý dữ liệu, có dữ liệu vào và dữ liệu ra. Thì đấy gọi là lập trình, đúng không? Cái bản chất của việc lập trình là như vậy. Chúng ta cần phải hiểu là chúng ta phải biết các lệnh, chúng ta phải biết tính năng của máy tính, và chúng ta phải biết xử lý dữ liệu. Cuối cùng vẫn quay lại dữ liệu thôi. Thì tại Đại Nam thì tôi ngay năm thứ nhất tôi đã học lập trình, là ở học kỳ 1 năm thứ nhất, và học kỳ 2 học phân tích dữ liệu. Thì cái môn mà lập trình là môn lập trình cơ bản, và học ngôn ngữ của nó là ngôn ngữ C. Đó. Học kỳ 2 sẽ học cái môn gọi phân tích dữ liệu.
Tên môn là phân tích dữ liệu, thống kê và Python. Vậy là chúng ta nắm được một cái ngôn ngữ quan trọng nhất là ngôn ngữ C, là xương sống của tất cả những cái hệ điều hành đã đều lập trình bằng ngôn ngữ C. Và ngôn ngữ Python là một ngôn ngữ rất là thời thượng bây giờ. Nếu mà chúng ta biết tốt hai cái phần hai cái ngôn ngữ lập trình này ấy, thì giống như chúng ta có một công cụ rất mạnh để đi rất xa. Thì hai cái đại học năm học kỳ 1 và học kỳ 2 năm thứ nhất, tôi khuyên rằng là cái chương trình tự học công nghệ thông tin này bắt đầu phải có một bức tranh toàn cảnh đó, tức là nhìn thấy suốt, tức là công nghệ thông tin hiện nay có cái gì. Sau đó chúng ta là thì có hai vấn đề. Một là cái tuyến ở trên là chúng ta đi về lập trình cơ bản và học C, C cộng cộng. Nếu học cả C cộng cộng thì càng tốt. Thế còn sau đó học kỳ 2 chúng ta sẽ học phân tích dữ liệu và Python. Thế phần dưới thì chúng ta sẽ học về hệ thống máy tính và chúng ta học về ứng dụng doanh nghiệp. Đấy. Và kèm theo cái chương trình này thì chúng ta có cái vấn đề thực tập. Thực tập càng nhiều càng tốt. Đấy, thực tập từ cài đặt máy tính cho đến tìm hiểu máy tính cho đến lập trình. Thế xong sau đó thì chúng ta mới học thuật toán, cấu trúc dữ liệu. Đúng không? Thuật toán và cấu trúc dữ liệu. Trước kia thì chúng ta học theo chiều ngược lại. Đấy, sau đó thì về mặt phần cứng thì chúng ta sẽ học về cấu trúc máy tính và hệ điều hành. Đấy. Sau đó thì chúng ta mới học toán cao cấp. Và phần này thì sau đó chúng ta mới học về phần cứng và học về vật lý để giải thích là mạch điện là như thế nào, rồi transistor là như thế nào. Đây, cái cách học này nó ngược lại với cách học trước kia. Trước kia là chúng ta học toán trước, xong sau chúng ta mới học về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, xong sau đó chúng ta mới học lập trình, xong sau đó chúng ta mới đi đến bức tranh toàn cảnh. Thì cách đó là cách không hiệu quả. Nói thật là học toán xong thì lúc chúng ta học toán chúng ta không hiểu là tại sao lại phải học toán, tại sao lại phải học đại số tuyến tính, tại sao học giải tích, tại sao học thống kê, tại sao học xác suất. Thế sau đó thì chúng ta học đến thuật toán thì chúng ta không biết là dùng thuật toán để làm gì, tại sao học những thứ lẩn thẩn như vậy. Thế mà sau đó mới lập trình. Nhưng mà lập trình chúng ta cũng lại không có cái nhìn nữa là vậy thì cái chương trình ấy dùng để làm gì. Chúng ta luôn luôn không đặt câu hỏi đấy. Và cuối cùng là sau đó thì chúng ta học đến bức tranh toàn cảnh thì là chúng ta sẽ thấy lại học cái sau thì quên mất cái trước rồi. Tại vì khi học cái trước thì chúng ta không định hướng là để dùng làm gì cả. Thế cứ học theo quá trình ngược này thì tôi khuyên là các bạn là còn trẻ đi theo quá trình ngược này. Tức là học bức tranh toàn cảnh thì chúng ta biết rằng là có những vấn đề gì công nghệ thông tin đề ra và giải quyết được cho kinh tế xã hội hay là cho cuộc sống. Sau đó là chúng ta mới để viết ra một chương trình chúng ta phải làm gì, chúng ta học lập trình. Thế để mà viết được một chương trình tốt hơn thì chúng ta phải có thuật toán và cấu trúc dữ liệu. Đúng không? Thì mới viết được một chương trình thật thông minh, thật tốt. Và khi mà chúng ta đã va chạm với thuật toán cơ sở cấu trúc dữ liệu rồi thì chúng ta mới thấy bây giờ chúng ta học toán thì chúng ta sẽ sáng tạo ra được nhiều thuật toán và cấu trúc dữ liệu tốt hơn nữa. Thế cho nên chúng ta đi theo quá trình gọi ngược lại thì tôi đề xuất là làm như thế. Và trong quá trình làm như thế này thì thực tập và thực tập, thì lát nữa tôi sẽ nói chuyện thực tập như thế nào. Sau khi qua cái chương trình cơ bản này rồi thì tôi nghĩ rằng các bạn phải hoàn thành tất cả những kỹ năng cũng như kiến thức để mình có thể làm được cái việc của lập trình viên. Tức là mình sẽ có là hoàn toàn làm tốt cái việc của một lập trình viên. Sau này các bạn có thể trở thành nhà khởi nghiệp, một tỷ phú hay là một nhà công nghệ hoặc là một giáo sư lừng danh, nhưng phải bắt đầu từ lập trình viên. Tôi cũng vậy. Tôi là đã làm là viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, đúng không? Là phó giáo sư rồi đủ thứ. Nhưng và hiện nay làm trưởng khoa, nhưng mà trước kia tôi bắt đầu từ phải lập trình. Rất là vất vả, lập trình thức đêm thức hôm, lập trình từng ly một. Thì cái đầu tiên là các bạn tôi, và sau này tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ làm về công nghệ thông tin, làm bất cứ nghề nào sau này cũng đều phải lập trình hết. Trong vòng 5 năm, 10 năm nữa thì lập trình giống như ngày nay chúng ta dùng Internet, hoặc là lập trình tức là có thể dùng Word hay là PowerPoint chẳng hạn thế, thì chúng ta đều phải biết. Thế sau bước lập trình viên thì các bạn phải biết thiết kế.
đúng không? Tại vì lập trình nó chỉ có cái là xử lý được những đoạn code nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà muốn thành một sản phẩm thì phải thiết kế nó thành một sản phẩm có giao diện, có cơ sở dữ liệu, rồi các thứ thì phải thiết kế ra một phần mềm. Sau khi mà thiết kế xong phần mềm rồi, xây dựng được một cái phần mềm tương đối tốt rồi, thì sẽ đến một cái bước thứ ba nữa là phải có nhiều phần mềm có thể nói chuyện với nhau. Và các phần mềm ấy nó phải hoạt động cùng với phần cứng, cùng với mạng, đúng không? Thì lúc bấy giờ bạn phải có tri thức gọi là kiến trúc hệ thống. Có nghĩa là làm sao để nhiều phần mềm phối hợp với nhau một cách thông minh và có thể tận dụng được năng lực tốt nhất của phần cứng và có thể giao tiếp được với rất là nhiều thiết bị thì phải có qua các giao thức mạng. Và sau khi bạn đi rộng như vậy rồi thì chúng ta sẽ đi sâu, đúng không? Làm thế thì ai cũng làm được. Thế bây giờ chúng ta làm có gì đặc biệt thì chúng ta phải trở thành chuyên gia. Thế chuyên gia công nghệ là rất là hẹp, đúng không? Chúng ta lại đi sâu về một công nghệ nào đó. Ví dụ công nghệ AI hay là công nghệ của Amazon hay công nghệ của Google chẳng hạn thế. Thì đấy là các bước tiếp theo. Đấy là, và chúng tôi đào tạo tại Đại Nam chúng tôi cũng đào tạo theo từng nấc một, theo từng năm một. Năm thứ hai sẽ là lập trình, năm thứ ba là thiết kế, năm thứ tư là kiến trúc hệ thống. Và nếu mà tốt nghiệp rồi bạn muốn ở lại trường học thêm một năm nữa, bạn sẽ trở thành chuyên gia công nghệ. Nhưng mà khi mà các bạn lập một chương trình đi theo như vậy thì các bạn vẫn phải theo có một tí phân ngành. Chúng ta biết đều nhưng mà sẽ có ngành chúng ta sẽ mạnh hơn thì chúng ta có thể lựa chọn. Hiện nay là những cái phân ngành, đây là tôi phân ngành những ngành mà tôi gợi ý thôi chứ không phải là tất cả. Thứ nhất là hạ tầng và IoT, đúng không? Tức là Internet vạn vật. Thứ hai là dữ liệu và học máy và trí tuệ nhân tạo. Thứ ba là các ứng dụng thông minh. Ứng dụng thông minh thì rõ ràng là dùng đến dữ liệu và dùng đến trí tuệ nhân tạo rất nhiều. Và thứ tư là lập trình trên các platform khác nhau. Có thể lập trình web, lập trình trên server, lập trình trên máy tính, lập trình trên phần mềm nhúng, lập trình trên điện thoại di động. Thì lập trình các platform khác nhau. Đấy là người tôi không quan tâm đến công nghệ. Tôi chỉ biết là nếu anh cần tôi lập trình cái gì đó trên một platform gì đó tôi làm. Tốt, thế cũng là một cái nghề. Hiện nay thì tôi nghĩ rằng là máy tính tương lai cũng là một cái. Như lúc nãy tôi nói đến máy tính lượng tử hoặc máy tính phỏng não chẳng hạn, là một cái hướng đi cũng rất là tốt. Rồi công nghệ mạng, chuyên gia về quản trị mạng hoặc là làm về những cái mạng thế hệ tương lai. Rồi chuyên gia về một công nghệ đặc biệt gì đấy, thì đi về chuyên gia công nghệ của Cisco hoặc công nghệ của Oracle hoặc công nghệ của Amazon hay công nghệ Microsoft chẳng hạn. Thì chúng ta đi sâu về một công nghệ nào đó. Và cuối cùng là có những vấn đề nghiên cứu cơ bản. Thì nghiên cứu cơ bản bây giờ rất nhiều cái đề tài nghiên cứu rất là hay.